Xin Cha chúc lành Thánh Thần trên chúng con và trên trang sách này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân dân Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Câu 23: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chúa Giêsu Kitô được Cha sai đến để thiết lập tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa tình yêu và nhân loại, nghĩa là đưa từng tín hữu Kitô vào trong gia đình tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì phải giữ lời Người, mà giữ lời Thầy thì ở lại trong tình thương của Thầy, nghĩa là được Thầy yêu mến và đồng thời chứng tỏ mình yêu mến Thầy, gắn bó với Thầy. Thầy yêu mến ai thì Cha cũng yêu mến người đó. Và người nào gắn bó với Thầy, tức là đồng thời gắn bó với Cha Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Nghĩa là Cha và Thầy đổ tràn Thánh Thần tình yêu, dìm vào trong Thánh Thần, và họ được thường xuyên hiệp thông với Cha và Con trong Thánh Thần hiệp thông. Tất cả là trong tình yêu. Đó là Thánh Thần tình yêu. Chỉ có một điều kiện, một điều cần thiết là giữ lời Thầy. Lời Thầy là lời yêu thương, lời tỏ tình. Người ta chỉ nghe được lời Thầy trong nội tâm, chỉ đón nhận lời Thầy bằng tấm lòng, và chỉ giữ được lời Thầy trong trái tim mà thôi. Bạn nên nhìn lại cách thức và tâm tình khi đọc và nghe lời Chúa. Tại sao chưa kết quả hoặc chưa mấy hữu hiệu? Vì thiếu tình yêu, vì không có lòng chăng? Bạn không đọc lời Chúa bằng mắt thường hay nghe lời Chúa bằng tai thịt, nhưng phải đọc lời Chúa bằng mắt tâm hồn và nghe lời Chúa bằng tai của đức tin. Không hiểu lời Chúa chỉ bằng trí khôn mà còn hiểu bằng trái tim. Không ghi nhớ lời Chúa chỉ bằng trí nhớ mà còn ghi nhớ bằng tấm lòng. Suy đi nghĩ lại trong lòng. 14. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và ai không giữ lời Thầy thì không yêu mến Thầy. Tùy mức độ tình yêu trong việc giữ lời Thầy mà người môn đệ chứng tỏ lòng yêu mến Thầy. Vậy không giữ lời Thầy là không yêu mến Thầy, mà không yêu mến Thầy là từ chối Thầy. Không giữ lời Thầy là không giữ lời Chúa Cha,
và do đó từ chối Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chỉ có một cách duy nhất là giữ lời Thầy để được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi không giữ lời Thầy thì người ta từ chối Thiên Chúa Ba Ngôi, và như vậy ở lại trong bóng tối, ở lại trong tội lỗi và không có sự sống. Người môn đệ luôn có tự do để lựa chọn yêu mến Chúa hay không yêu mến Chúa, tức là giữ lời Chúa hay không giữ lời Chúa. Cho đến nay, bạn đã dùng tự do để yêu mến Chúa và để không yêu mến Chúa thế nào? Và lúc này đã hiểu rõ và ý thức rồi, bạn sẽ dùng tự do để yêu mến Chúa ra sao? Hãy lựa chọn dứt khoát và quyết định nghiêm chỉnh. 16. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói. Chúa Giêsu Kitô phải nhận giới hạn của các môn đệ để các ông đón nhận lời người, hiểu dần dần và cảm nghiệm từ từ. Lúc này nghĩa là khi Thầy trò đang ở với nhau, Chúa Giêsu Kitô nói hết mọi điều đã nghe được từ Chúa Cha, nhưng các môn đệ chưa có khả năng hiểu điều và đón nhận đầy đủ. Phải đợi đến lúc người ra đi trở về với Cha, nghĩa là qua cái chết và cuộc sống lại của người, thì một giai đoạn mới được mở ra làm cho các môn đệ thấm nhuần lời Chúa và đi sâu vào mầu nhiệm chính bản thân của người. Đó là giai đoạn của Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Thật ra Chúa Thánh Thần đã đến cùng với bản thân và lời dạy cũng như mọi sinh hoạt của Chúa Giêsu Kitô. Nghe được lời Chúa Giêsu Kitô và tin vào người, gắn bó và đi theo người, sống với người và bền tâm trung thành, tất cả là công trình và sức mạnh của Thiên Chúa Ngôi Ba. Nhưng một khi Chúa Giêsu Kitô đã về bên hữu Cha, thì Thánh Thần Thiên Chúa được tuôn tràn cách mãnh liệt và dồi dào xuống trên các môn đệ, toàn thể loài người và vạn vật hoàn vũ. Từng bước và tùy từng môn đệ, Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhớ cho các ông từng lời nói, từng cử chỉ, từng việc làm của Chúa Giêsu Kitô, và đồng thời dạy dỗ các môn đệ mọi điều liên quan tới Chúa Giêsu Kitô mà đưa họ vào hiệp thông gắn bó nên một với người mỗi giây phút đằng thắm và sâu xa mật thiết hơn. Chúng ta đang sống trong thời của Chúa Thánh Thần. Điều quan trọng hàng đầu là đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng được đổ tràn trên các môn đệ. Chỉ có một cách duy nhất là gắn liền với Chúa Phục Sinh để đón nhận Thánh Thần tuôn tràn sang. Như cành nho gắn liền với cây nho thì thường xuyên được nuôi sống và lớn lên nhờ nhựa sống chảy tràn sang. Kết hợp nên một với Chúa Giêsu Kitô rồi, người môn đệ sẽ cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là cầu nguyện nhờ người với người và trong người, và xin Chúa Cha chúc lành Thánh Thần cho mình, mọi người và mọi vật. Chúa Giêsu Kitô, chúng con tin thật Chúa đã chết và sống lại vì chúng con. Chúa chết để tẩy xóa tội lỗi, làm cho chúng con nên trong sạch. Và Chúa sống lại để chúng con đón nhận nguồn sống mới là Thánh Thần Thiên Chúa. Nhưng giờ đây chính Chúa biết rõ
con người cuộc sống của chúng con còn mang nặng xác thịt, cư xử theo xác thịt và sống như con người tự nhiên trần thế, chưa sống theo thần khí hướng dẫn, chưa sống như là con người thần khí. Giờ đây lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha và vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến thật thế, xin Chúa ban đầy tràn Thánh Thần xuống trên chúng con như Chúa đã hứa, để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con, làm cho chúng con mỗi ngày một gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa hơn, sống cho Chúa nhiều hơn nữa, hầu chúng con càng ngày càng trở nên con người thần khí, càng ngày càng hướng về Chúa và cùng với Chúa hướng về Cha trên trời, và càng ngày càng sống cho anh chị em của mình bằng tình yêu Thánh Thần, chứ không chỉ bằng tình yêu tự nhiên. Nhờ đó, chúng con sẽ làm vinh danh Cha trên trời, sẽ làm cho Chúa được nhận biết và lan tỏa tình yêu của Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời.